Thưa thầy, con có một số cái trải nghiệm trong cái quá trình mà thực tập soi sáng. Thì trong công việc hàng ngày của con thì lúc mà con thực tập soi sáng thì con thấy là lúc mình làm việc á, không những là mình chỉ chú tâm vô cái việc mình làm mà gần như những cái việc xung quanh thì mình vẫn nhận biết được. Thì con thấy không có phải là cứ khư khư vô chỉ biết là cái việc mình đang làm thôi. Tất cả mọi thứ cái đi xung quanh mình thì vẫn rất là rõ ràng. Cái thứ hai là con cũng hay đọc sách của thầy ngài Ritimoti hay là ngài Ajahn Chah. Thì có một cái sự thay đổi trong cái quá trình của con là sau này con đọc sách thì con phát hiện ra là gần như là con không có cố gắng ghi nhớ. Tức là lúc đọc thì con rất là hiểu và gần như là thấy được hiểu được những cái trải nghiệm đó, nhưng mà nó lại khác ngày xưa là con đọc. Ngày xưa con đọc thì con sẽ rất là tâm đắc với những cái gì mà mình thấy hay và con sẽ cố gắng nhớ cái điều đó. Còn bây giờ là con thấy gần như con không có cố tình, nhưng mà con thấy mình không không có nhớ những cái việc đó. Nhưng mà trong cái đời sống bình thường, khi mà có những cái hoàn cảnh mà nó giống như vậy á, thì gần như cái tâm mình nó tự ứng ra và nó lại xử lý theo cái nguyên lý đó. Tức là con thấy con mất cái khả năng ghi nhớ cố tình, nhưng mà chứ bắt như kể lại thì con kể không được, nhưng mà khi mà có những cái việc gì đó thì nó lại vẫn cứ hoàn hảo và nó lại cứ 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 ứng ra như vậy. Dạ, con xin chia sẻ ạ. Ừ, đúng. Thật ra khi mình sống ở đời thì mình cần phải ghi nhớ cái này, ghi nhớ cái kia. Chứ đối với trong thực tánh chân đế đó thì hoàn toàn không cần phải ghi nhớ gì cả. Tức là mình sống trong thực tánh chân đế đó thì mình không cần ghi nhớ bất kỳ điều gì. Bởi vì sự thật là nó hiện hiện ở khắp mọi nơi. Cho nên ở đâu mình cũng thấy cái sự thật hết. Vì vậy mình không cần phải ghi nhớ cái gì cả. Nếu như tâm mình trong sáng thì vạn pháp đều là trung thực, đều hiện ra vô cùng trung thực. Thì như vậy thì mình đâu cần nhớ cái gì. Nhưng mà ở đời thì cần nhớ. Ví dụ như là phải nhớ là những cái bạn ghi lái xe là dừng lại hay là đèn đỏ, đèn xanh hay là cái gì đó là mình phải ghi nhớ, chứ không ghi nhớ là bị phạt chết. Cho nên ở đời đó mới cần ghi nhớ. Còn đạo thì không cần ghi nhớ gì cả. Có một cái điều mà có nhiều khi các vị không tin là thầy không biết đạo gì hết. Bây giờ thật á, thầy đang ngồi đây là thầy không biết gì hết á. Không không có nghĩa không, thực ra là thầy đã nghiên cứu rất nhiều, nhưng mà giống như vị sư này là thầy quên hết, không nhớ gì hết. Nhưng mà bởi vì á, mình không cần nhớ, bởi vì cái gì mình có thể thấy cũng đều là thực cả, nên mình đâu cần nhớ cái gì làm gì. Rồi có nhiều khi thầy đi giảng thì ở cái chỗ mà họ mời giảng là họ xin cái đề tài thuyết pháp, thầy nói thì cứ muốn đề tài gì cứ ghi đi chứ còn rồi tới đó là tôi sẽ từ từ nói chứ, mà mình không chuẩn bị gì để nói cả. Thí dụ như khi thầy lên đây nói chuyện với là mọi người, thầy không có chuẩn bị gì để nói hết. Nó ứng ra cái gì thì nói cái đấy thôi. Rồi ai hỏi cái gì thì nói cái đấy thôi. Nhưng mà mình không cần phải nhớ cái gì cả. Còn những cái mà không cần nhớ mà nó vẫn nhớ là vì cái điều đó nó hiển nhiên quá. Nó hiển nhiên quá cho nên là không cần phải nhớ. Có nhiều câu mà có nhiều người nói, ủa sao thầy nhớ những cái câu dịch lý rồi những câu kinh Pali gì đó mà thầy không học. Tự nhiên đọc câu đó là nhớ. Là tại vì cái đọc câu đó là mình thấy nó quá hiển nhiên, quá đúng rồi. Cho nên nó tự nhiên nó nhớ thôi. Cho nên là mình nghe này, nghe pháp này. Có lần thầy nói là quý vị nghe pháp thầy dạng nhưng mà quên thì đừng có nhớ, nhưng mà cố nhớ là sai á, cố nhớ là sai á. Bởi vì á, hệ mình mà thấy tới đâu á thì cái đó không cần nhớ nữa. Cái gì mà thầy nói mà tới ngang đó cái mình thấy ra thì cái đó là không cần phải nhớ nữa, vì mình thấy rồi là không bao giờ quên. Còn cái mà mình cố nhớ tức là mình chưa thấy. Cái mình cố nhớ là mình chưa thấy. Cho nên nếu mà mình cố nhớ rồi mình kẹt cái trong cái nhớ đó, cái mình không thể thấy được. À, cho nên nó quên đi. Rồi khi mình đụng chạm sự thật cái tự nhiên nó lại nhớ.
đụng chạm sự thật, cái là em nhớ quá thế đó, thầy có nói cái này rồi, hay là Phật có nói cái này rồi. À, mà lúc đầu mình nghe mình không hiểu. Nhưng mà đến một lúc nào mình chạm phải cái sự thật á, là mình hiểu cái câu nói đó của Phật là nói gì. À, mình sẽ hiểu cái bài kinh đó, mà không phải là hiểu trên chữ nghĩa, mà mình hiểu cái thực của cái bài kinh đó. Ai hồi nãy có ai hỏi rồi? Dạ, thưa sư ông, thì cho con hỏi một câu hỏi nhỏ thôi ạ. À, là trong tất cả các bài giảng của sư ông đó, thì sư ông có nhắc tới có nhắc tới một cái gọi là tâm thẳng thắn. Thì khi mà con biết tới thiền Vipassana thì con cũng thực tập để quan sát tâm mình nhiều hơn, và cũng cố gắng để nhận biết rõ được cái tâm của mình lúc đó như thế nào. Nhưng mà thật sự là con cũng chưa có thể nào thẳng thắn đối với lại những cái gì mà con quan sát được với tâm của mình. Ví dụ như là con thấy cái đó nó sai, nhưng mà con cố tình con lảng tránh cái tâm của con đi. Ví dụ như là con thấy cái ý này là con nhận biết nó là như vậy, thì con làm cho nó quên đi, con để tâm con theo cái hướng khác. Thì như vậy thì có phải là một cách thực tập đúng hay không? Hoặc là và sư ông có thể hướng dẫn cho con thêm làm sao để có thể thực tập được tâm thẳng thắn này nó được tốt nhất vậy? Con xin cảm ơn sư ông ạ. Cái tâm thẳng thắn tức là cái tâm mà phản ánh mọi sự một cách trung thực, tức là mình thấy hay là nghe người nếm xúc chạm gì đó như thế nào thì mình thấy như vậy thôi, tức là mình không xen cái ý của mình vào, không xen cái ý chủ quan của mình vào, không xen cái khái niệm tư tưởng quan niệm gì đó mình đã có sẵn. Tức là Đức Phật thì ngài nói rằng là cái pháp mà Như Lai khai thị đó là chỉ để dành cho những người không ít bụi trong mắt hay là không có bụi trong mắt. Tức là cái người mà càng ít cái sợ tri sợ đắc, hay là ít kiến thức bị kiến thức đó nó che lấp. Thế mình nhìn cái gì cái là mình nhìn qua cái khái niệm có sẵn rồi. Đó. Mà mình không có, mà cái đó là chính là gọi là bụi trong mắt. Nhưng mà bây giờ cái cách của Đức Phật á, là không có tham ưu, không nhìn mắt. Cho nên á, là khi mình thấy cái gì á, thì mình chỉ thấy, chỉ tròn vẹn thấy nó là như vậy thôi. Bây giờ tâm mình là giả dối thì mình thấy là đang giả dối. Tâm mình thực thì mình thấy là thực. Tâm mình tham thì thấy là tham, tâm mình sân thì thấy là sân. Đó. Thì khi mà mình tròn vẹn thấy á, thì mình sẽ thấy là cái tâm đó nó sinh thì nó diệt. Cho nên mình mới thấy tuệ sinh diệt, tuệ thấy sinh diệt, tuệ thấy vô thường, tuệ thấy sinh diệt. Thì bây giờ mình có, bây giờ tâm mình đang thế nào thì mình cứ thấy như vậy thôi. Có một cái câu nói như thế này mà mới nghe thì nghe vô lý, nhưng mà thực ra nó là đúng. Như là phiền não tức bồ đề. Mình thì cứ là mình cứ sợ có phiền não cái là mình muốn dẹp nó đi. Nhưng mà cái người mà người ta thực hành thì người ta mới thấy là đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh. Tức là nếu mình cố đoạn trừ phiền não thì hóa ra là cái bản ngã này nó lại tăng lên. Cho nên là không phải đoạn trừ, không phải bỏ, không phải lấy, không phải bỏ, mà là chỉ thấy nó như vậy thôi. Là sao? Là tại vì sao? Phiền não thì thấy phiền não đúng như vậy thôi. Chứ không phải là giữ phiền não đó lại hay là dẹp phiền não đó đi, mà là chỉ thấy phiền não đúng như vậy thôi. Vì sao? Là bởi vì á, cái mục đích là mình phát huy cái thấy, chứ không phải là dẹp bỏ cái này hay là lấy cái kia. Bởi vì khi mình muốn dẹp bỏ cái này hay lấy cái kia đó, tức là có cái
cái tham sân, cái thụ xạ của mình bên, tức là cái trụ quan tham sân thụ xạ của mình trong đó rồi. Cho mình không thấy cái pháp đó nhân duyên phát sinh như vậy cho nên nó sinh như vậy, nhân duyên như vậy cho nên nó trụ như vậy, nhân duyên như vậy cho nên nó diệt như vậy. Thì khi mà mình thấy, mình chỉ thấy thôi á, thì lúc đó mình mới thấy hết tất cả cái quá trình sinh diệt, hay là cái diễn biến thực sự của nó như thế nào. Đó. Lão Tử á, Lão Tử nói rất hay. Lão Tử cũng là hành Vipassana theo kiểu của Lão Tử. Chứ thật ra là thiền Vipassana là cái người nào họ giác ngộ ra là họ từ biết để mà hành thôi, chứ không phải nhất thiết là cái đó là chỉ có của Phật. Bởi vì Lão Tử cũng là hành như vậy. Lão Tử nói rằng là trí ư cực, trí hư cực, thụ tình đốc. Tức là khi mình tâm mình hoàn toàn rộng lặng trong sáng thì vạn vật tình tác ngô dị quang phục. Tức là khi có một cái tâm nào khởi lên thì chỉ quan sát để thấy nó trở về. Phù vật vân vân, các phục quy kỳ căn. Té ra là mọi cái gì mà sinh lên thì đều tự diệt, đều trở về gốc. Cũng từ cái tâm mà nó sinh lên, rồi nó cũng trở về lại cái tâm. Cho nên nó là vạn vật tình tác ngô dị quang phục, phù vật vân vân, các phục quy kỳ căn. Tức là mọi cái đều trở về lại cái gốc của nó. Quy căn viết tịnh, tức là khi nó sinh lên nhưng mà nó trở về gốc lại, tức là tịnh. Thì viết phục mệnh, tức là nó trở về với cái bản mệnh, cái bản nguyên của nó. Phục mệnh viết thường, trở về với cái bản tâm đó. Thì lúc đó là chữ thường ở đây là bình thường á. Tri thường viết minh, trở về lại để thấy cái bình thường, chứ không phải là cái mà lao sao của bản ngã, mà trở lại với cái sự vận hành bình thường của pháp á. À, chữ thường đấy là trở về với cái bản tâm, cái sự vận hành bình thường của pháp. À, thì tri thường viết minh, thấy được, trở về mà thấy được cái bản tâm thanh tịnh đó gọi là minh. Bất tri thường vọng tác khung, nếu mà mình không thấy được cái bản tâm mà thanh tịnh trong sáng đó thì mình cứ vọng động hoài. Đó. Cho nên trong thiền tông thì người ta cũng nói là kiến tánh thành Phật. Kiến tánh tức là thấy được cái bản tâm thanh tịnh trong sáng thì tức là giác ngộ. Tâm mình cứ lăng xăng đi tìm kiếm, mà bây giờ mình buông ra được những cái lăng xăng tìm kiếm đó và mình trở về được với bản tâm thanh tịnh trong sáng, tức là người đó giác ngộ. Đó. Cho nên là những người mà họ giác ngộ đều họ thấy giống nhau. Thì mình, cái tâm mình đang sao, mình đang phiền não hay là đang như thế nào, mình chỉ cần là tròn vẹn cảm nhận hay là lắng nghe hay là quan sát nó một cách như nó là, thì mình sẽ thấy được cái bản chất sinh diệt vô thường của nó. Và cái sinh diệt đó là sinh diệt ở đâu? Từ tâm khởi lên, từ bản tâm thanh tịnh mà nó sinh khởi, rồi nó lại trở về, nó khởi lên rồi nếu mình quan sát á, nếu mình không quan sát á, thì nó sẽ cứ chạy mại, sinh tử hoài, cho nên gọi là luân hồi sinh tử. Còn nếu mình quan sát cái á, thì mình sẽ thấy nó trở về. Khi mà mình thấy được cái gốc trở về là cái gì rồi á, thì lúc đó mình sẽ là không còn sinh tử, không còn bị cái lăng xăng lang thang mà sinh tử nữa. Rồi ai hỏi tiếp? Dạ hết giờ bạch thầy. Hết giờ hả? hết giờ ai hỏi đó thì lần sau thích cho hỏi thêm cái nữa đi.
Dạ con cảm ơn thầy. Con kính bạch thầy, con mới tiếp xúc với thiền cũng chưa có lâu, mới chắc được năm, và con cũng đang tập hành thiền. Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con là giữa cái phương pháp thiền Vipassana và thiền lâm tế nó có cái sự khác nhau như thế nào. Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con. Con xin hết. Thiền Vipassana là luôn trở về trọn vẹn rõ biết thực tánh đang là. Thì lâm tế là thế này. Có một người đến hỏi, đứng lên hỏi, bạch thiền sư là thiền là gì? Thì vì đó đánh cho một hèo. Tức là sao? Khi mình khởi lên cái tâm mà muốn biết thiền là gì, tức là tâm đã vọng rồi. Đánh cho một cái thì liền trở về lại mình liền. Thì cũng là cái cách bằng hành động chứ không phải bằng lời nói, để cho người đó tự trở về lại với chính mình. Cho nên mới nói một cái là lâm tế hét một cái làm người đó giật mình trở lại với chính mình. Đó. Cũng giống như là kia thấy người mẹ mới thấy cô con gái ngồi sau mặt thận thờ đó, người mẹ mới biết rằng nó đang yêu cái người nào đó, cho nên bây giờ nó đang tâm nó đang là tương tư gì đó. Cái mẹ, người mẹ mới kêu con, cứ nó giật mình cái, mà giật mình là gì? Giật mình tức là nó trở về lại với chính nó. Có nhiều khi đó, có nhiều khi mà trở lại với chính mình một cái là ngộ luôn. Trở lại với chính mình là ngộ luôn. Giống như ông Angulimala đó, ông giết người. Nhưng mà khi Đức Phật Ngài nói là Như Lai dừng lại rồi, còn như ngươi chưa dừng lại, thì ông là giật mình trở về lại với chính mình. Thì khi trở về lại với chính mình chính là cái lúc mà ông ngộ ra được sự thật. Đó. Cho nên cái mục đích của lâm tế hay là mục đích của tất cả các cái pháp môn phương tiện đi nữa đều chỉ có một mục đích duy nhất là đưa mọi người trở về lại với chính mình. Cho dù là niệm Phật thì cũng để làm gì? Để đưa mình về lại với chính mình. Niệm chú để làm gì? Là cũng để mình đừng có suy nghĩ lung tung mà trở về lại với chính mình. Nhưng Đức Phật thì Ngài là rất là cụ thể. Bởi vì người ta là vẫn sống trong đời sống, vẫn làm ăn, vẫn nấu ăn. Cho nên Đức Phật Ngài nói, nấu ăn thì biết là mình đang nấu ăn. Đi thì biết đang đi. Ngồi thì biết đang ngồi. Thở thì biết đang thở. Tức là Đức Phật là Ngài này quá như là một cái người mẹ mà quá từ bi. Chỉ cho con từng ly từng tí. Đó. Lâm tế cũng rất là từ bi. Đánh cho một hèo để làm gì đó. Đừng có vòng, đừng có ngồi mà nghĩ đến thiền này, thiền kia dễ trơn á. Là lo mà trở về mà biết mình đi. Đó. Còn á, ngay từ đầu đó, ngay từ đầu là tổ Huệ Khả mới đến gặp tổ Đạt Ba mới nói là xin tổ an cái tâm cho con. Thì tổ nói đưa tâm ra ta an cho. Không có nói, không có nói là ngươi phải thế này, ngươi phải thế kia gì cả, để an tâm gì cả, mà nói đưa tâm ra ta an cho. Thì lúc đó là Huệ Khả phải quay lại để mà tìm cái tâm để mà đưa. Nhưng khi quay lại tìm cái tâm thì chính là lúc đó là cái bất an không còn nữa. Bất an là bởi vì sao? Là mình cứ vòng đồng chạy ra ngoài nó mới bất an. Còn bây giờ quay lại nhìn cái bất an thì bất an nó hết. Đó. Cho nên đó, tất cả mọi cái, nếu mà mình hiểu tất cả mọi cái phương pháp hay là pháp môn gì trong đạo Phật đi nữa đó, mà nếu mà đúng hướng đó là cuối cùng vẫn là chỉ trở về để giác ngộ ra chính mình thôi. Có một lần có một vị tướng đi đánh giặc, mới đi ngang qua một cái chùa, thì đi vô ông Bùi Hưu, ông tên là Bùi Hưu. Ông mới vô cái chùa, ông mới thấy có một cái tượng của một vị thiền sư nào đó. Thì ông vô, ông nói, ông hỏi mấy người trong chùa, ông nói là cái vị này bây giờ ở đâu? Thì lúc đó có một vị thiền sư đi ra mới nói là mới đi ra, không ai trả lời được. Thì lúc đó có một vị thiền sư đi ra thì
thì ông Bùi Hữu ông lại hỏi vị thiền sư, nói là vị này bây giờ ở đâu. Thì Bùi Hữu mới vị thiền sư đó mới kêu Bùi Hữu. Thì Bùi Hữu quay lại, thì ông hỏi ở đâu, tức là Bùi Hữu đang ở đâu, chứ còn hỏi cái ông kia ở đâu để làm gì. Kêu Bùi Hữu cái là Bùi Hữu là lúc đó trợ kêu Bùi Hữu, tức là ông giật mình trở về lại với mình. Thiền sư mới hỏi là ở đâu, ở đâu, tức là Bùi Hữu đang ở đâu mới quan trọng, chứ còn là chứ còn một cái tường đó mà ở đâu thì hỏi làm gì. Cho nên cái tâm của mình nó là nó cứ tìm cái này, nó tìm cái kia, nó có nhiều khi nó vô nghĩa. Cho nên tất cả mọi cái biện pháp tu tập là đánh hoặc hét hoặc là nói thế này thế kia gì đó để mà mục đích là đưa cho mọi người trở về để soi sáng lại chính mình. Mà đó chính là thiền Vipassana, đó là cái gốc của tất cả các cái thiền trong Phật giáo. Con có hai câu hỏi. Thứ nhất á, là khi thầy nói về chuyện là buông xả, thì trong cuộc sống á, con có một vài thứ mà con thích. Ví dụ như là con muốn tìm được một công việc thật là tốt, hoặc là con thích một người nào đó và con rất muốn ở bên người đó, thì giống như là con nghĩ tới điều đó suốt rất là nhiều thời gian, cả lúc ăn hay là những cái lúc làm những việc khác, thì con thấy mình bị dính mắc vào nó. Nhưng mà con biết là khi có được nó thì con sẽ rất thích. Vậy thì làm sao con buông xả được cái điều đó đây? Còn câu hỏi thứ hai của con á, là con cũng có đi học thiền. Thì khi thầy nói đi thiền minh sát, thì con có học một phương pháp thiền của thầy Gonka, là con quan sát những cảm thọ trên cơ thể từ trên đỉnh đầu xuống dưới chân. Nhưng mà khi mà con nghe thầy nói về thiền của thầy thì con không biết là nó có khác không, và con không biết là để mình sáng suốt hơn thì trong lúc ngồi thiền mình nên quan sát những điều gì. Con thì đang quan sát những cảm thọ trên thân, con biết là nó đang có cảm giác gì thôi, chứ con không biết là liệu có ngồi thiền như thế nào để mình trở nên rõ biết mọi thứ xung quanh hơn không, hay là cứ ngồi như vậy thì con sẽ dễ bị chạy theo những cái cảm xúc hay những cái thứ xung quanh tác động tới mình. Thì đó là hai câu hỏi của con ạ. Con xin cảm ơn. Câu hỏi thứ nhất là con có những cái ước mơ gì đó phải không? Dạ, con có những ước mơ, con có muốn tìm được một công việc tốt, công hoặc việc là tốt, con thích một thứ gì đó rất là nhiều. Cái đó đó thì là cái nhu cầu trong đời sống. Trong đời sống thì nó vẫn có hai điều. Một là những nhu cầu cần thiết trong đời sống, và hai là có những cái mà không phải là nhu cầu cần thiết, mà mình chỉ là mong cầu quá mức cần thiết. Đại khái là vậy. Thì cái người nào mà họ có những cái nhu cầu cần thiết và cần phải đáp ứng hay là cần phải giải quyết thì đương nhiên phải làm, thì vẫn cứ làm thôi. Vẫn cứ làm, bởi vì cái đó nó là những cái đáp ứng về cái đời sống. Đáp ứng về đời sống thôi. Nhưng mà trong cái đáp ứng đời sống á, thì nó có cái gọi là chánh màng. Chánh màng tức là mà mình có như nhu cầu sống, nhu cầu sống tốt đẹp, nhưng mà những cái điều mà cái phương tiện mà mình sống đó chẳng hạn những nghề nghiệp với những cái công việc, cái công ăn việc làm gì đó thì phải là chánh màng. Chánh màng tức là cái công việc đó là lợi mình lợi người, chứ không phải là hại mình hại người. Thì chỉ cần chừng đó thôi, chứ còn mình vẫn cứ làm. Mình cần vẫn có những cái mong cầu theo với là cái nhu cầu cần thiết của đời sống thì vẫn được. Nhưng mà có những cái mà mong cầu quá đáng á, thì nó chỉ đem đến cái đau khổ cho mình và người khác. Ví dụ như ngày hôm qua có một cái chị Phật tử đó, chị nói là con của chị á, là bây giờ nó không chịu đi học, mà nó cứ đòi là đi nước ngoài học thôi.
nó cứ đòi đi Mỹ học thôi. Nhưng mà trong lúc đó gia đình thì không có đủ cái kinh phí để mà cho nó đi học nước ngoài. Nhưng mà hơn nữa là ngay cả trong trong nước á, nó cũng đã không chịu học rồi. Mà bây giờ là đi học nước ngoài mà đầu tư cho nó đi học nước ngoài thì không biết là như thế nào. Cho nên cái đó là nó trở thành là vọng tưởng. Tức là nó không thực tế. Không thực tế. Đi học nước ngoài thì cũng tốt, nhưng mà mình phải có điều kiện hay là mình phải có nhu cầu cần thiết nào đó. Có cái nhân duyên tốt nào đó thì mình đi thì được. Nhưng mà mình không có đủ điều kiện mà mình vẫn cứ mong như vậy. Rồi bây giờ cứ nói là không, nếu mà không cho đi Mỹ thì không học, không đi học, không làm gì cả, ăn rồi ngồi chơi thôi, ở nhà thôi. Đó, thì như vậy là vọng tưởng là sai lầm. Mà sai lầm như vậy á, thì hại mình, hại người thì không tốt. Còn nếu mình có những cái ước mong tốt thì vẫn tốt chứ đâu sao. Nhưng mà cái đó nó chỉ là cái thiện ở đời thôi. Cũng như trong số những cái pháp tu đó, thì có nhiều cái pháp tu cũng rất là tốt. Nhưng mà cái tốt đó là chỉ có tốt để tốt ở đời thôi, chứ không phải là giác ngộ giải thoát. Mà cái mục đích của Đức Phật á, là giác ngộ giải thoát á. Nhưng mà mình tại vì đôi lúc mình lại hiểu cái từ giác ngộ giải thoát nó quá cao. Mình nghĩ rằng là giác ngộ tức là cái gì ghê gớm lắm. Rồi giải thoát là mình ra khỏi cái cuộc đời này. Không phải vậy. Giác ngộ giải thoát chỉ là thấy ra sự thật. Giác ngộ chỉ là thấy ra sự thật. Mà giải thoát là thoát ra khỏi những cái ảo tưởng đã tạo ra cái phiền não khổ đau cho mình và cho người khác. Đơn giản là vậy thôi. Chứ không phải là giác ngộ giải thoát là cái gì quá xa. Vì người ta nghĩ quá xa cho nên người ta cứ nói là bây giờ mình đang sống trong cuộc đời, đang cần những cái trong cuộc đời mà là làm sao mà giác ngộ giải thoát. Nhưng mà không phải. Mình vẫn có những ước vọng, mình vẫn làm việc tốt cho đời. Nhưng mà khi mình làm như vậy á, mình vẫn là luôn lặng lẽ soi sáng lại mình để mà loại bỏ những cái sai lầm, những cái ảo tưởng. Chứ không phải là đơn giản là vậy thôi. Cho nên mình vẫn có thể là vừa làm việc ở đời, vừa đáp ứng những nhu cầu sống, nhưng mà vừa là giác ngộ giải thoát được. Bằng cách là trong khi mình làm công việc đó, mình vẫn luôn sáng suốt biết mình, để cho mình đừng có tham quá, đừng có sân quá, đừng có ngạ mạn, đừng có đố kỵ, đừng có ích kỷ đó. Mà những cái đó nó sẽ làm cho mình phiền não khổ đau. Cho nên con vẫn cứ ước vọng những cái điều mà là nhu cầu cần thiết thì vẫn cứ được. Có điều là mình vẫn luôn luôn sáng suốt rõ biết mình là được. Còn câu thứ hai là cái gì quên mất rồi. Dạ, câu thứ hai của con á, là con có hỏi về phương pháp thiền á. Con đang học một phương pháp thiền của thầy Quán Ca. Thì á, bây giờ thầy cũng có nói, bởi vì nếu mình nói thì nó sẽ đụng chạm, bởi vì cái đụng chạm là điều không nên. Nhưng mà thầy chỉ nói cái nguyên lý thôi. Trong cái nguyên lý mà mình để mình làm như vậy có thể là nó sẽ tốt. Thí dụ bây giờ thế này, cái thiền Goenka nó rất là có cái hiệu quả tốt khi đem hướng dẫn cho những người ở trong các cái trại tù, trại giam. Tại sao vậy? Tại vì ở trong trại tù đó, là người ta cứ muốn là làm sao mà ra ngoài. Rồi người ta cứ hận thù vì chuyện này, vì chuyện kia. Người ta mong muốn như nào. Nhưng mà họ vẫn phải ở trong tù 10 năm. Mà không ra được. Nhưng mà cái tâm vẫn luôn luôn là cứ muốn thế này, muốn thế kia, suy nghĩ thế này, thế nào. Thì bây giờ dạy họ ngồi là cứ quan sát cảm thọ trên từng cảm thọ trên thân. Chẳng hạn như vậy. Thì họ trong lúc khi mà họ làm như vậy ấy, thì họ bớt đi những cái suy nghĩ, những hận thù hay là những ước vọng gì đó. Cho nên họ yên tâm. Khi họ yên tâm á, thì cái người họ sẽ là
khỏe mạnh hơn, tức là tâm họ yên hơn và thân họ sẽ mạnh khỏe hơn, thay vì là cứ ngồi mà tức giận, thay ngồi mà hận thù hay là nghĩ kế để sau này ra là mình sẽ trả thù như thế nào chẳng hạn như vậy, thì bây giờ là tâm họ lại yên. Thành ra những cái pháp, nói chung các cái pháp thiền đó rất là tốt, nhưng mà nó chỉ có lợi trong đời sống thôi. Còn giác ngộ giải thoát á, thì nó là phải là trực nhận cái chân lý một cách hoàn toàn tự nhiên, chứ không phải là theo ý mình. Tất cả những cái gì mà ở trong trần gian á, thì đều theo ý mình, nhưng mà ngược lại cái chân lý đó thì phải là buông hết ý mình để mà trọn vẹn thấy ra chân lý. Thành ra hai cái nó khác nhau. Thì không phải phân biệt được cái điều đó. Tức là nếu con hành cái phương pháp đó mà nó có một cái lợi ích gì đó thì cái lợi ích đó là tốt. Tuy nhiên muốn giác ngộ giải thoát thì phải là đối diện với sự thật. Mà sự thật đó là hoàn toàn tự nhiên đến. Thí dụ như bây giờ ở đây ngứa, cho nên thầy mới là phải gãi, thầy mới thấy ngứa, thì đó là cái cảm thọ nó đến tự nhiên, nó đến tự nhiên mình mới thấy. Còn bây giờ thầy mới tìm ở đây có ngứa không, thì lúc đó là do ý mình muốn tìm kiếm, chứ không phải là nó có thật, nó có thật. Cho nên đôi lúc á, là mình tâm mình yên là nhờ mình đi, tâm mình không chạy đi đâu, mình đi tìm kiếm những cái cảm thọ. Nhưng mà ngược lại, khi mình đi tìm kiếm những cái cảm thọ đó thì có khi cảm thọ đó không thực, có khi nó không thực. Mà lại hơn nữa, hồi nãy thầy có nói đó, mình mà cố đi tìm như vậy nó sẽ mệt. Thay vì mình cứ ngồi hoàn toàn với tâm rộng lặng trong sáng, ngứa thì mình biết ngứa, đau thì mình biết đau, mà mát mẻ thì mình biết mát mẻ, rồi cái thân là đang ngồi mà thì mình thấy là đang ngồi như thế nào, mình đưa tay lên để làm cái gì đó thì mình biết là mình đang đưa tay lên. Tức là mình cái gì mà nó chẳng phải là mình nói là để đưa tay lên có thử mình có biết không là khác, để đưa tay lên để cho mình có biết không là khác. Còn trong lúc đó vì ngứa cho nên mình mới thấy ngứa, rồi mình đưa tay lên gãi thì do đó mình mới đưa tay, thì cái này là nó tự nhiên. Thì á, cái pháp đó là tự nhiên, chứ không phải cái pháp là cái mà mình đặt ra để mà thấy. Cho nên thầy có một ví dụ như thế này, nói là mình đi ra ngoài đường á, mình mới nói là này mọi người giúp tôi với, tôi đang tu nhẫn nại, mọi người chửi tôi dùm đi, ai tới cứ chửi mắng tôi dùm đi. Thì bây giờ họ có chửi bấy thì mình cũng nhẫn nại được, tại vì cái đó mình đặt ra. Nhưng mà mình thấy rằng là ồ, té ra là mình nhẫn nại được rồi, tại vì ai chửi mình cũng là mình vẫn bình thản được. Nhưng mình mới quay lui có ai đấm cho mình một cái sau lưng là lúc đó mình nổi tức lên liền. Là tại sao? Vì cái này nó bất ngờ. Cái bất ngờ đến đó, mình mới phản ứng thế nào mới là cái nó mới thật. Cũng giống như bây giờ là giống như đánh nhau. Bây giờ lên võ đài đánh nhau, thì bên kia nó đánh sao thì mình phải đợi nấy thôi. Còn khi học võ là khác. Khi học võ là ông thầy đấm tới rồi mình đợi qua. Đó là... thì nó đã bày đặt ra trước rồi. Bày đặt ra trước rồi cho nên mình làm là... Thành nó khi mà học võ thì thấy dễ lắm. Nhưng mà lên võ đài người ta đánh trong cái nó thua luôn. Là vì sao? Là bởi vì trên võ đài á, là nó đánh đâu thì mình đỡ đó, chứ không thể nào mà mình lường trước được. Mình không thể nói rằng là nó đánh bên này để cho mình đỡ bên này, rồi nó đánh bên kia đi để mình đỡ bên kia. Không thể nào như vậy được. Đó. Cho nên người ta nói là nghệ thuật sống giống như là thuộc đánh vợt, giống như mình đánh vợt, đánh vũ cầu, đánh tennis đó. Thì á, nghệ thuật sống là giống như thuộc đánh vợt, nghĩa là phải đợi, sẵn sàng để đợi những cú bất ngờ. Tức là nó đánh đâu thì mình đợi đó, chứ bây giờ mình lường trước được đâu.
Nếu mà mình lường trước thì nó quá dễ. Nhưng mà khi tự nhiên mới là mà mình thấy được á, mới là khó. Đó. Thì trong cái đời sống á, thì tất cả đều là đến một cách tự nhiên. À, mà đến một cách tự nhiên cho bất ngờ thì lúc đó mình mới là ứng xử như thế nào đó, cái đó mới là được. Còn nếu mình ngày nào mình cứ ngồi mình làm đi làm lại, quét đi quét lại, làm lui làm tới thì dần dần nó mất tự nhiên luôn. Có thể lần đầu là còn tự nhiên chút, lần sau là cứ ngồi cứ quét hoài quét mãi như vậy. Nhưng mà cái đó là rõ ràng là có lợi. Nhưng mà cái lợi ích đó là cái lợi ích để mình lúc đó mình tâm mình yên, mình đừng có suy nghĩ lung tung rồi đó thì được. Vẫn, tức là có cái, những cái lợi ích ở đời. Nhưng mà ở đây á, đặc biệt là thầy muốn nói là mình phải giác ngộ giải thoát kìa. Nhưng mà giác ngộ giải thoát là phải hiểu theo nghĩa hết sức là bình thường. Chứ đừng có hiểu giác ngộ giải thoát là cái gì quá cao siêu. Rất bình thường thôi. Rồi câu hỏi tiếp. Ai hỏi tiếp? Dạ alo, dạ kính bạch thầy, kính bạch đại chúng ạ. Dạ xin thầy từ bi chỉ dạy cho con ạ. Thì lúc nãy thầy có nói một là tu là trở về để chứ không phải là trở thành. Thứ hai thầy có nói là bản lai diện mục, tức có nghĩa là nguyên vẹn như nó là. Thì thầy cho con hỏi là nếu mà một cá nhân mà sau khi đã buông bỏ hết tham sân si thì ta có thể tự trả lời cho mình cái câu hỏi là ta từ đâu đến, ta đi về đâu và bản thân ta là ai không ạ? Dạ con xin hết, con xin tri ân thầy. Cái đó, đó là có thể trả lời được. Có trả lời được khi mà chúng ta sáng suốt rõ biết mình đó, cũng giống như khi Đức Phật Ngài quan sát lại mình. Tức là lúc đấy bây giờ Ngài không có tu nữa, không có tu theo cái kiểu là cứ rèn luyện để trở thành nữa. Thiền định để trở thành cái gì đó, rồi cố khổ hành để trở thành cái gì đó. Nhưng mà sau Ngài thấy là càng tu thì càng bị trói buộc trong đó thôi. Cho nên Ngài mới buông bỏ. Thì khi Ngài buông bỏ, thì Ngài bất chợt thấy là cái lúc mà buông bỏ thì cái tâm mình nó thanh tịnh. Thì Ngài mới phát hiện ra thì té ra cái tâm thanh tịnh đó là hoàn hảo rồi. Vì vậy cho nên á, Ngài mới là soi sáng lại mình. Thì khi soi sáng lại mình á, Ngài mới là thấy ra đâu là sự nguyên lý vận hành của Pháp mà đâu là ý đồ của bản ngã. Cho nên Ngài mới nói rằng là Ngài đã phát hiện ra được cái bản ngã, giống như là cái người thợ làm nhà. À, giống như người thợ làm nhà. Tức là lúc đó mình mới biết là cái mà mình thực là cái gì? Cái mà mình thực chỉ là sự vận hành của Pháp. Còn cái mà mình tưởng là mình là cái gì đó là cái bản ngã. Thì cái bản ngã là muốn thành Phật, bản ngã muốn là thành cái này, muốn thành cái kia, đủ thứ hết. Đấy. Nhưng mà khi không cần thành gì cả, buông hết tất cả mọi cái thành đó, thì lúc đó mới trở về, mới là phát hiện ra cái sự hoàn hảo của Pháp. Lúc đó mới thấy rằng là Pháp là vô ngã. Pháp là vô ngã chứ không phải, còn cái ta mà là chỉ là ảo tưởng thôi. Cho nên lúc đó người ta mới thấy ra được là cái ta thực sự là cái gì. À, cho nên là có thể khi mình quan sát lại mình á, thì mình sẽ phát hiện đâu là cái ta ảo tưởng, đâu là cái sự vận hành của Pháp đích thực. Đó. Còn cái gì nữa con, cái đầu lúc cái gì? Con hỏi chừng đó thôi phải không? Rồi, bây giờ ai hỏi tiếp? Vâng, con thưa thầy, thưa hội trường. Sau khi nghe pháp của thầy vài năm, thì con thấy rằng là đang rất là ổn,
tức là về bản thân mình thì cứ như ta là thôi, còn ở bên ngoài thì cứ như Pháp đang là, thì là thấy được sự vận hành của Pháp. Thì con lại có một anh bạn, anh ấy chia sẻ rằng là có một cái chân ngã nào đó, thì con xin thầy khai thị cho con về có một cái lý thuyết hay là cái điều về chân ngã được không ạ? Dạ. Cái chân ngã đó, chân ngã là một cái từ, thật ra là cái vô ngã hay là chân ngã chỉ là một cái từ thôi. Cho nên nhiều khi là qua cái ngôn ngữ, qua cái từ ngữ là mình thấy cũng giống như là Đức Phật thì nói chánh niệm, rồi Ngài Huệ Năng là nói vô niệm. Nhưng thực ra là cái người mà thực chứng thì người ta thấy rằng chánh niệm chính là vô niệm, vô niệm chính là chánh niệm. Tức là khi mình không có một khởi niệm nào cả, tức là vô niệm, mà không có khởi lên một cái vòng niệm nào cả thì lúc đó là chánh niệm. Thành ra khi người thực chứng thì người ta thấy ủa thì vô niệm là chánh niệm là vô niệm, chứ đâu có phải hai từ khác nhau. Nhưng mà người không thực chứng thì ngồi cãi nhau, nói phải chánh niệm mới được. Ông kia nói là chánh niệm là vẫn còn có cái ngã, còn phải vô niệm mới là được. Nhưng mà cãi nhau vô ích thôi. Thì bên này cũng vậy, nói là nói chân ngã tức là khi mình thấy Pháp như nó là. Cho nên mình có một cái từ mà Đức Phật Ngài vẫn dùng là chữ ta. Ví dụ như Ngài nói là Atta hi atta no na tho ko hi na tho prosya, tức là ta là nơi nương nhờ của ta. Chữ Atta là ta, ta là nơi nương nhờ của ta. À, ta không có nương nhờ ai khác. Atta hi atta no na tho ko hi na tho prosya, không có ai khác để nương nhờ. Như vậy là có cái ta, chẳng phải là không có cái ta. Nhưng mà cái ta đó đó, cái ta đó là sự vận hành của Pháp. Trong đó có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp gì đó. Có nhãn thức, nhị thức, thị thức, thị thức, thính thức gì đó. Tức là nó là một cái kết cấu vận hành giữa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Thì cái đó thì có. Cho nên ông Krishnamurti thì ông là phân biệt giữa hai cái, là cá nhân và cá thể. Cá nhân và cá thể là khác. Cá thể tức là một pháp như nó là, còn cá nhân là mình cho mình là. Khi mà mình cho mình là đó, tức là mình vốn là như vậy, nhưng mà mình là cho mình là như là thế này thế kia đó, thì cái đó là cái ngã. Như vậy nếu mình không cho mình là cái này cái kia gì nữa, mình trả mình là cho như nó là, thì đó là chân ngã. Đại khái là vậy đó. Cho nên mình cái đó là cái từ. Cho nên mình nói, nhưng mà khi mình nói chân ngã đó thì đâm ra mình là sẽ rơi vào một cái ảo tưởng khác. Mình tưởng mình có một cái gì đó. Nhưng mà nói như là Ngài Huệ Năng thì là bổn lai vô nhất vật, hay là trong Phật giáo thì gọi là sunyata, tức là cái tánh không. Tánh không tức là chỉ có Pháp như nó là thôi, chứ không có ai trong đó. Thì cho nên cái nói chân ngã cũng được, mà nói là vô ngã cũng được. Thì chân ngã hay vô ngã là giống nhau, với từ giống nhau. Rồi ai hỏi tiếp? Dạ, thưa thầy, cho con hỏi là trong thiền quán Vipassana là có các tầng thiền hay không? Bởi vì con đọc cuốn Thiền Phật Giáo và Nguyên Thủy của thầy thì con thấy có nêu ra các ví dụ như là tuệ danh sắc, tuệ thấy danh sắc, rồi tuệ tuệ buông xả. Dạ. À, cái tuệ đó thật ra là có, nhưng mà nếu mà mình cứ theo cái tuệ đó thì là không làm được. Cái tuệ thì có. Thí dụ như thế này là dễ, cho dễ hiểu này. Thí dụ bây giờ mình đi, mà mình đi đó, mà mình lúc đó chỉ còn lại là đi,
và cái biết đi thôi. Chứ không có gì cả. Trong khi mình mà tròn vẹn rõ biết cái đi đó, thì mình chỉ thấy là chỉ có cái đi và cái biết đang đi thế thôi. Chứ không có cái ta trong đó. Không có cái ta đi trong đó. Cho nên mình mới thấy rằng là chỉ có danh và sắc đang hoạt động. Chứ trên thực tế không có cái ta. Đó. Cho nên cái đó khi mình đi hay khi mình làm cái gì mà chị thấy đó là một cái hoạt động của danh sắc, thì lúc đó mình sẽ thấy là thì lúc đó mình không có cái ảo tượng là ta đi, mà chỉ có cái đi đang diễn ra thôi. Đó. Cho nên có một vị nói rằng là không có người tạo nghiệp, không có người tạo nghiệp, mà chỉ có nghiệp báo triền miên. Tức là thực ra đó là nó chỉ có cái nhân rồi quả, nhân rồi quả. Chứ thực ra vẫn không có cái người nào trong đó cả. Nhưng mà tại vì mình ảo tượng là cái người. Thí dụ như tại sao mà mình niệm thọ. Tại sao mà niệm thọ? Niệm thọ là rất khó. Bởi vì thế này, cái mục đích của niệm thọ để thấy là bây giờ mình đang bị đau. Ví dụ như thầy đang đau cái vai đây. Thì mình chỉ thấy là cái đau đang diễn ra thôi. Nhưng mà nói là ta đau một cái á, là khổ liền. Mà chỉ thấy cái đau đang diễn ra thôi á, thì có đau nhưng mà không có khổ. Có đau nhưng mà không khổ gì cả. Bởi vì nó chỉ là cái đau đang diễn ra thôi. Cho nên khi mà hoàn toàn lặng, tại sao mà gọi là lặng lẽ chiếu soi? Lặng lẽ chiếu soi tức là chữ lặng lẽ ở đấy đó, có nghĩa là không có cái ý đồ của bản ngã trong đó, mà chỉ có một cái tâm thanh tịnh trong sáng, rõ biết cái đau đang diễn ra đây trên cái vai. Vậy thôi. Thì cái đó gọi là tuệ thấy danh sắc. Rồi bây giờ mình thấy một cơn đau, nhưng mà nếu mình chỉ là tròn vẹn soi sáng cái đau đó thôi, thì lúc đó mình sẽ thấy là cái đau nó sinh diệt, cho nên gọi là tuệ thấy sinh diệt. Thì cái đó là người ta ghi nhận tất cả những cái đó, là người ta mới đặt nó thành các cái tuệ vậy thôi. Cho trên thực tế là nó không phải là phải đi qua từng cái đó, cũng cần phải đi qua những cái đó, bởi vì là cái đó là khi người ta phân tích. Thí dụ như là bây giờ có người đưa cho thầy cái gì đó, cái thầy đưa tay ra cầm lấy, thì nó rất là đơn giản. Nhưng mà khoa học thì người ta phân tích ra khác. Đó. Là khi mình thấy cái người đưa ra, thì lúc đó là cái thần kinh não đó, lúc đó nó mới là truyền xuống cái mệnh lệnh để đưa cái tay ra. Thì nói như vậy, nhưng mà trên thực tế là thấy cái là mình đưa ra tay ra liền nhé, đâu cho đâu có. Vì vậy cho nên đó, tất cả những cái tuệ đó, có đôi lúc là giác ngộ xong rồi mới thấy rằng là mình đã trải qua mấy cái tuệ đó, chứ không phải là trải qua mấy cái tuệ đó rồi để giác ngộ. Có thấy cái điều thầy nói không? Tức là mình giác ngộ rồi mình mới thấy là đã trải qua những cái đó. Thí dụ như thế này, một hôm có người đến hỏi thiền, học thiền, thì thầy muốn chỉ thực tế chứ không cứ ngồi nói là phải thiền thế này thiền thế kia lý thuyết. Thầy nói thực tế thôi, thầy nói đi tắt cái quạt máy dùng thầy. Cái anh đó anh mới tới anh tắt cái quạt máy, thì thầy mới ngồi sau anh nó ngồi lại, thì thầy mới hỏi vậy chứ khi mà anh đi tắt cái quạt máy đó, thì anh sử dụng bao nhiêu yếu tố để làm? Anh đâu có biết. Anh nói thì con nghe đi tắt thì con đi tắt vậy thôi chứ con đâu có biết. Nhưng khi mình phân tích ra đó, thì anh trong đó có rất nhiều yếu tố. Đó. Có nhiều yếu tố mới là nghe được. Ví dụ như là
lúc đó anh phải sẵn sàng để nghe thầy nói cái này thì anh mới hiểu thầy nói gì á. Cho nếu lúc đó anh đang nghĩ cái chuyện khác á, thầy nói anh biết. Như vậy có những cái yếu tố là anh sẵn sàng để nghe cái này. Rồi khi anh nghe rồi á thì anh mới là đi tới, nhưng mà anh đi tới thì anh phải quan sát xem là cái cuộc máy nó nằm ở đâu và cái nút mà tắt là nằm ở đâu. Như vậy là anh có yếu tố quan sát nè. Nhưng mà anh không thể nào là anh cứ bấm bậy bấm bạ được. Cho nên anh phải thận trọng để mà bấm cái nào nè. Đó, chứ không thận trọng là nhiều khi là bị điện giật sao. Đó. Như vậy rõ ràng là anh có thận trọng, anh có chú tâm, anh có quan sát, anh có lắng nghe, anh có rất nhiều thứ trong đó. Nhưng mà khi phân tích ra thôi. À, như vậy thì rõ ràng là khi anh làm cái việc đó là đã thiền rồi. Và anh đâu có biết mình đang thiền đâu. Chẳng phải thiền là một cái gì, lý thuyết hay là một cái phương pháp nào đó mà cố định mà bắt mình phải làm theo đó. Nhưng mà khi anh làm rất là chính xác rồi anh trở về ngồi lại thì chính là lúc đó là anh đang thiền đó. Thiền tức là lúc đó anh phải tròn vẹn rõ biết anh mới làm được. Thành ra đó, chúng ta đừng có nghĩ rằng là thiền là phải ngồi thiền, mà nấu ăn cũng là thiền, quét dọn cũng là thiền, tắm rửa cũng là thiền, đánh răng súc miệng cũng là thiền, mở cửa đóng cửa cũng là thiền đó, mặc áo cởi áo cũng là thiền, tất cả mọi hoạt động đều là thiền hết đó. Là bởi vì lúc đó khi mà mình mà tròn vẹn rõ biết mình đang là như thế nào tức là thiền. Thầy có một cái định nghĩa rất là vui, có người họ hỏi thầy là mình sinh ra để làm cái gì? Nói, sinh ra để sống cho làm cái gì? Sinh ra để sống nha. Nhưng có cái điều á, nhưng có cái điều là thầy hỏi lại là mình sinh ra là để sống, nhưng mà có thực là mình sinh ra để sống hay không? Hay là mình sinh ra để mơ mộng? Mà hệ mơ mộng tức là không phải sống. Phải không? Sống là sao? Sống là mình phải tròn vẹn rõ biết mình đang sống như thế nào mới là sống từng khoảnh khắc nhé. Chứ còn mình không tròn vẹn rõ biết mình đang sống như thế nào mà mình đang sống nhưng mà mình mơ mộng cái gì khác ấy, thì lúc đó gọi là túy sinh mộng tử. Tức là chết với sống là giống như nằm mộng thôi. Giống như là người say rượu hay là người nằm mộng thôi. Cho nên không phải thực. Thành ra mình sinh ra để sống. Nhưng mà mình thấu hiểu được sự sống của chính mình, đó là giác ngộ. Đơn giản là vậy thôi. Còn nếu mình không thấu hiểu cái sự sống của chính mình, mà mình sống rồi mà mình cứ cái tâm mình nó cứ là lang thang vất vưởng ở đâu á, mà nó không tròn vẹn rõ biết mình á, thì làm sao mà mình điều chỉnh được những cái nhận thức và hành vi sai lầm ở trong mình được. Rồi bây giờ ai hỏi tiếp? Dạ thưa sư ông,